Sau khi hội thi được Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tổ chức cái hội thảo công ty bảo dưỡng tổng kỳ thứ hai cho các đơn vị, thì sau cái thành tích của đội thi của bên công ty cổ phần xây điện chúng tôi hoàn thành trước các đội thi, cái thật sự là cái cảm xúc bồi hồi, là thật xúc động không thể nói được gì hơn. Trên hết cái này anh em cái công tác hội thi như này để giờ giấc thì anh em phải tập luyện và trao dồi ra vào cho hợp lý cho tốt. Ngoài việc mà đầu tư thêm phương tiện mới mở rộng tuyến thì một khâu quan trọng trong cái chất lượng dịch vụ đó là khâu bảo dưỡng, và đặc biệt là hôm nay tổng ty trong 3 năm vừa rồi đã tổ chức định kỳ rất tốt cho chương trình bảo dưỡng định kỳ cấp 2 cho phương tiện vận tải khách công cộng. Đấy, thì thông qua những cái lần bảo dưỡng này thì mọi người đều biết đấy, thì trước đây thì hiện tượng xe có khói thì vẫn thỉnh thoảng xảy ra, tuy nhiên là trong một vài năm trở lại đây gần như hiện tượng này là gần như không còn nữa. Đấy, đặc biệt là liên quan đến khói phanh của chất lượng phương tiện, là những vì là mọi người đều biết là mọi người trên xe buýt thì có thể là không để ý hết những cái việc của chất lượng phương tiện, tuy nhiên là những cái người mà hành khách đi ngoài người ta nhìn vào, người ta cũng có, nếu mà không bảo dưỡng tốt thì người ta có đánh giá những cái nhận xét không thật sự là đúng về cái chất lượng xe buýt. Thì vì là nếu mà cái khâu bảo dưỡng định kỳ này thực hiện thường xuyên và thực hiện tốt thì chất lượng phương tiện sẽ càng được nâng cao, và trong ánh mắt của người dân tham gia giao thông khác ngoài xe buýt thì người ta cũng nhìn vào, người ta sẽ thấy là xe buýt là không phải là hung thần nữa, không phải là đối tượng để xả cái khói đen ra ngoài đường. Đấy, thực sự là không có hội thi này cái chất lượng dịch vụ cũng được nâng cao, và thứ hai ý thức của các đơn vị, các xưởng bảo dưỡng cũng được tập trung đào tạo tay nghề, và vì vậy thì chất lượng phương tiện được đảm bảo. Khi ra đường thì phương tiện được đảm bảo an toàn, gần như là xe buýt bây giờ gần như ra trước khi ra thì đều phải kiểm tra rửa xe sạch sẽ để cho an toàn thì mới được vận hành.